Quý vị và các bác cùng em thân mến, clip này thì Quang Minh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bác cùng em một cái mẫu dây tín hiệu, và một trong những mẫu dây tín hiệu mà được tuyển chọn rất là kỹ để giới thiệu đến quý vị và các bác cùng em. Dây hai đầu AV, dây hai đầu AV, hai đầu bông sen với rắc carbon, rắc khóa, với một cái cốt dây màu xanh, dây chất lượng cao đến từ châu Âu, Molitor Bãi Đức, những dòng dây hai đầu AV, hai đầu bông sen, hay là những cái cặp dây tín hiệu dây ba lăng, dây cân bằng, hai đầu carbon được cái với chất âm thì cực kỳ hay. Bát thì sâu, dày dặn và mềm mại, mít ngọt, chép thì sáng, dây monitor, dây bãi đức. Chất âm của cái bộ dàn âm thanh hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào những cái cặp dây tín hiệu này các em nhé. Và cái dây hai đầu bông sen, hai đầu AV monitor của Đức với được chống nhiễu một chiều theo chiều mũi tên. Đầu rắc là đầu rắc carbon, rắc khóa. Anh em mà sử dụng những cái đầu rắc, những rắc carbon, rắc khóa thì anh em biết rồi đấy. Đấy, cắm rút thì vô cùng chặt chẽ nhé, không bao giờ xảy ra cái hiện tượng lỏng lẻo do xôi xát, u lèn hay là méo tiếng. Đấy, rất là chắc, cắm rất chắc. Monitor PC, OCC, đồng tinh khiết, đồng OCC nhé. Chống nhiễu một chiều theo cái chiều mũi tên. Anh em mà sử dụng dây tín hiệu mà có chống nhiễu này thì anh em nên sử dụng theo cái chiều chống nhiễu này để đạt được cái hiệu quả cao nhất em nhé. Đó, ví dụ lấy tín hiệu từ DAC giải mã xuống âm ly chẳng hạn, thì một đầu này, đầu bên này thì anh em sẽ cắm vào DAC, và cái phía cuối mũi tên này đấy, nó sẽ cắm vào DAC giải mã. Sử dụng dây chống nhiễu một chiều ấy thì anh em nắm được với rắc carbon, rắc khóa này, vô cùng chặt chẽ về mái nha. Đấy, khi anh em mà sử dụng cái đầu carbon rắc khóa này, khi mà cắm thiết bị anh em sẽ xoắn này ra, vặn ra như này, và sau khi cắm vào thiết bị anh em sẽ vặn ngược lại rất là chặt, khi muốn tháo ra vặn ngược ra thì anh em mới tháo được. Thì đầu carbon rắc khóa là tiếp xúc rất là tốt, rắc carbon với đầu rắc khứa cắm vô cùng êm ái và chặt chẽ, phù hợp với mọi thiết bị, rất là chắc, không bao giờ xảy ra cái hiện tượng xôi sạn, u lèn hay là méo tiếng. Những cái điểm tiếp xúc giữa dây và rắc này ở những cái mũi phủ vào một lớp vật liệu đặc biệt, không bao giờ sợ bị oxy hóa, rất là chắc chắn, bền đẹp này. Anh em thấy được cái đầu rắc, về cái đầu rắc kế tiếp là về cái cốt dây để anh em cùng tham khảo nhé. Anh em cùng tham khảo cái cốt dây phía trong này, cái dây monitor bãi đức này. Dây cũng khá là mềm, màu xanh đặc trưng, không phải là đồng nào có cái màu xanh đặc trưng này nhé. Cắt một cái đầu ra để anh em thấy được cái cốt dây phía trong, cái chất lượng của cái lõi của cái dây monitor. Đầu rắc carbon này, đây là cốt dây phía trong nhé, bằng cái lớp mà cái vỏ ngoài được làm bằng một cái lớp vật liệu khá là dày, đấy, rất là dày để bảo vệ cốt dây phía trong nhé. Đấy, sẽ tước cái cốt, cái lớp vỏ, cắt cái lớp vỏ để anh em thấy được cái kết cấu dây monitor rất là dày, cao su vật liệu đặc biệt. Sau cái lớp cao su nào đến một cái lớp chống nhiễu, cần được một cái lớp chống nhiễu rất là dày từ đồng tơ nguyên chất này, chống nhiễu rất là tốt, rất là dày và chắc này, bao bọc xong xung quanh cái cốt dây phía trong. Kế tiếp là đến một cái lớp giấy chống ẩm này, và phía trong sẽ gồm những cái sợi dù được đi dọc theo hai bên để tăng kết cấu của dây. Trong cùng là hai lõi dẫn với hai màu khác nhau, mỗi một cái lõi dẫn được bọc bằng một cái lớp vật liệu rất là đặc biệt, lớp vỏ rất là chắc anh em nhé. Rất nhiều sợi đồng tơi và mềm, mỗi một lõi này thì nó sẽ có những cái sợi tơi và mềm này, và đan xen những sợi tơi mềm thì sẽ có những sợi đồng trục kết cấu như này. Anh em thấy nó có những sợi đồng trục ở giữa này được xoắn lại với nhau này, bó sợi đồng trục và những sợi rất tơi và mềm. Kết cấu cái dây monitor, dây bãi đức mà không phải cái dây dòng dây nào cũng có, đồng OCC tinh khiết siêu dẫn, chỉ một số nước ở châu Âu mới có công nghệ mà sản xuất những sợi đồng như này. Dây monitor của Đức với lõi đồng này thì củng cố cả ba giải âm cực kỳ tốt, bát là lực sâu, mít ngọt và chép rất sạch. Anh em thấy được cái kết cấu cái dây monitor, đó là về cốt dây cũng như là đầu rắc AV, đầu rắc carbon, rắc khóa của những cái cặp dây AV, dây hai đầu AV, hai đầu bông sen của monitor ở Đức. Dây ba lăng, dây cân bằng, hai đầu carbon được cái, cốt dây vẫn là dây của monitor bãi đức với hai lõi đồng OCC, đồng siêu dẫn, kết hợp với đó là những cái đầu rắc carbon, rắc tuyển chọn cắm rút thì vô cùng chặt chẽ và êm ái anh em nhé. Đấy, những đầu rắc này cắm rút rất chặt anh em nhé. Đấy, rất là chặt nhé, không bao giờ xảy ra hiện tượng lỏng lẻo hay xôi sạn, rất là chắc. Dây ba lăng, dây cân bằng carbon được cái có ba chân này là rắc đầu carbon đực, hoặc là những đầu có ba lỗ này là đầu carbon cái. Ví dụ anh em có nhiều thiết bị của anh em cứ dần cần những dòng dây tín hiệu một đầu AV ra một đầu carbon, cái bộ dây carbon đực ra AV hoặc carbon cái ra AV nhưng sẽ có đầy đủ để anh em lựa chọn. Và cái mẫu dây tín hiệu dây RCA hai đầu AV hay dây ba lăng cân bằng carbon đực cái này, dài tiêu chuẩn là 1 mét một bộ, hai sợi này, hai đầu AV này là 1,1 triệu một bộ anh em nhé, 1,1 triệu một bộ. Và những cặp dây carbon, dây ba lăng, dây cân bằng hai đầu carbon đực cái này là 1,250,000 một bộ. Ngoài những bộ hai đầu AV hoặc dây ba lăng, dây cân bằng carbon đực cái này ra, anh em mà cần những cái dây carbon đực ra AV thì carbon cái ra AV sẽ có đầy đủ để anh em có thể lựa chọn tùy theo cái
nhu cầu và cái thiết bị của anh em đó. Và mọi thông tin quý vị và các bác của anh em có thể liên hệ với Quang Minh 0944 73 73 21. Anh em Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Đống Đa hoặc là Hoàng Mai. Và cảm ơn tất cả quý vị và các bác của anh em đã theo dõi video của Quang Minh. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ở góc màn hình để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn, các bác của anh em trong những video clip kế tiếp nhé.